Thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên boong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Là em chưa, chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu, mưu liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về, và em không biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em mà biết thế em còn tấn công chán hơn. Nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói là trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ em bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em. Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thanh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nhà mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả, Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc ạ. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Xin rồi, chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin cảm ơn em. Chào chị. Dạ vâng ạ. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả, em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt,
Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đấy em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu. Thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi. Cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại. Tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều. Thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó. Thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập, nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày. Tức là mà cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó. Nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng rồi. Chỉ có gặp bằng, tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là người ta sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Phải không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Đúng không? Mà thì vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai rằng là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó. Nhưng em bảo là anh có bạn gái chứ anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền đó, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng.
Ừ. Ồ, vậy cũng lâu rồi. Tại vì cũng lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Ừ. À đúng rồi. Là em lại xong cái chuyến này lên bờ xong là một thời gian là đi qua bờ. Em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Ừ. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ôi to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em? Em mà biết thế em còn tấn công nhà sớm đâu? Hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ tới đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đắn đo. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn bị vợ tuổi. Còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nghĩa là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng đang học lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Trời ơi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì đấy, vì thực ra em cứ mọi người cũng từ thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, cho nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may chắc... là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhớ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quá bậy. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm mấy người, rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng lại ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè thì sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? Không, em cũng không định nghĩa giống anh, mà nhiều khi nó phải định nghĩa không ngang nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ
nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. À, trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng, đấy là... Đấy chị thấy không? Ông này ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng. Suốt ngày ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế? Sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo, gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm. Thế là sau này là con gái học theo là tôi chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt, rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô có nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Làm hơi ỉ lại một tí là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì cô có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em xin phép hãy rồi. Chị cũng xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo được phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn. Thì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa, em sửa. Rồi. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Trung. Dạ, em đến từ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là bán kẹo kéo. Bữa tối á, hay đi bán quán nhậu đồ để hát cho người ta nghe. Với mình bán kẹo với lại bán vé số, hai thứ luôn. Ai muốn gì mua. Thế hôm nay, bây giờ trước khi vợ mình giới thiệu thì em có thể hát tặng cho chương trình một bài hát được không? Dạ được, nhưng mà không biết hát dở, mọi người đừng chơi nha. Bây giờ nè, chưa biết ai hát dở hơn ai à. Tôi hát dở lắm á nha. Dạ. Rồi. Mời. Dạ. Dẫu biết đôi ta đã tình trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ, con đường tình dài một mình đánh lặng tình, nhìn em bước tay cầm tay vui đùa cùng với ai, ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn đợt nhân này. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Chúng ta từng hứa nhau cho đến muôn đời sau. Thôi được rồi. Mời em. Dạ chào chị Hồng Vân, Nhanh Nút Thần với chào quý vị khán giả. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hương, hôm nay em 31 tuổi là nội trợ. Dạ. Cho chị hỏi nè, trước đây là các bạn làm nghề gì? Em có tham gia vào một cái hội sở hay là hội đoàn dạ, không? Dạ, em có tham gia vào hội thanh niên khuyết tật thành phố. Cũng là đang là vận động, hai vợ chồng đang là vận động viên cử tạ thể thao khuyết tật.
Hai nói nghe nè, em là cử tạ được bao nhiêu ký? Dạ chắc 150 á. Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Em tập tạ lâu chưa? Dạ cũng 8-9 năm rồi đó. Vậy hả? Dạ, hôm nào là muốn điện viên cho anh Thuận nghe. Ủa rồi còn em được bao nhiêu ký? Đẩy được bao nhiêu ký? Em đẩy được 75 ký. Ồ, vậy là em bưng được anh Thuận đó. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cho khán giả cũng như chương trình được biết rằng là các em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và tình yêu các bạn chớm nở như thế nào? Dạ hồi năm cũng chở chắc 15 tuổi, 16 tuổi gì đó. Em với vợ em có tham gia một cái gọi là khám với mổ từ thiện do thành phố tổ chức dành cho người khuyết tật. Rồi xong rồi cái em gặp vợ em lần đầu tiên, một cô gái nhìn vô là tuyệt vời, quá đẹp. Nhưng mà giờ những chân thì lại khác hoàn toàn. Cái chân nó cũng giống như là bị cái lò xo mà nó bị sắn lại, nó nói chung là bị nhiễm trùng hay sao đó. Mà lúc đó cũng không có làm quen gì á, tự nhiên cái xếp mổ, cái hai đứa mổ chung phòng luôn. Đó là phải cơ hội mới vào mới hỏi chuyện. Thế còn Hương gặp anh này Hương thấy sao? Dạ cũng ấn tượng luôn. Ảnh là ảnh cho mà xin gom để ăn. Ảnh nói là em ăn xin gom đi. Giờ cái em cũng vẫn lấy bình thường luôn mà không có để ý. Ai là người chủ động tỏ tình người kia? Em không à. Thì cái người đi cho xin gom là biết rồi. Gặp là lại cho đi chứ không có nhận về rồi đó. Em lúc đó là em nói chuyện hoài mà thấy vợ không để ý gì hết trơn á. Rồi xong rồi cái trước khi xuất viện á, em có hỏi mẹ của vợ em là ủa nhà cô ở đâu, hỏi nhỏ nhỏ thôi. Nhà cô ở ngay chỗ bến xe miền Tây á. Ôi chết rồi, nhận nhà mình. Rồi cái xin địa chỉ luôn. Để về mình xuất viện về mình có gì mình qua thăm với bộ qua thăm gì đó nói chuyện tiếp. Nói chừng qua thăm mình nói chuyện mà toàn nói chuyện với bà là vợ không. Cô có ấy đâu. Trốn thì ghét á. Tức là trốn suốt luôn không có gặp không luôn. Không có gặp. Về mới xuống hả? Nhưng mà sao vậy em ghét ổng hay sao? Dạ không thích. Không thích. Rồi em cứ sợ em trốn á trên trốn. Trốn. Mà sợ ổng lắm. Mẹ vợ thì nói nó đi chơi đâu rồi con ơi. Nhưng mà em giờ mình dắt cái chân thò xuống vậy nè. Mỏng thò xuống vậy mà nó đâu chơi rồi. Rồi xong rồi em có bỏ cuộc không? Cũng mấy tháng sau thấy qua ngày nào cũng qua thấy không có kết quả gì. Thôi cũng bỏ cuộc luôn. Rồi xong bao lâu thì tụi em gặp lại nhau? Nói chung là gián đoạn thời gian cỡ 5-6 năm lận á. Cái gì? Lâu lắm á. Coi như bỏ qua một bên đó là lúc đó là nói chung là em là buông trải nhiều lắm, em đi làm đủ thứ chứ. Có khi em làm công nhân nữa đó. Mà bữa đó đang ngồi buồn buồn, tự nhiên ở đâu có một cuộc điện thoại. Cái em nghe nói alo. Phải anh Trung không? Nói phải. Cái anh còn nhớ ai không? Cái em nói em là Hương với ai sao anh không nhớ được. Em còn hết hồn nữa đó. Em không biết em nhận tiếng vợ em luôn. Trời khiến đó em ơi. Bởi vậy. Vì sao mà em lại gọi cho anh? Bữa đó đi làm về, cái em làm buồn quá. Em làm gì Hương? Dạ em làm công ty. Cái em làm buồn quá, có mẹ làm kế bên nữa. Nó hỏi mẹ, cái mẹ còn số điện thoại của anh Trung gì không? Mẹ nói mẹ còn, tại vì mẹ thương anh Trung lắm. Nên là cho con mượn đi con điện thoại cho ảnh nói chuyện chơi. Cái em mới nói là hả giờ anh thương em không, anh thương em thì anh qua ngày kia ba mẹ qua cưới em đi. Ôi trời trời. Con ta đi trước về sau. Rồi em nhận được câu trả lời của anh ấy thì sao? Cái anh nói dễ, anh nói với ba mẹ rồi xong rồi coi ngày nào thì qua. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, nhưng mà lúc đó em nghe mà vợ em nói là anh về nói ba mẹ qua xin cưới em thì cái cảm xúc em sao? Trời ơi cái đó là cũng vừa mừng mà vừa lo nữa. Lúc em có bồ không? Lúc ấy đúng đó, thời điểm đó, đó không? Đúng thì nói thiệt ra thì cũng có quen với một cô bé. Nhưng mà cô bé đó là quen với mình. Nhưng mà sau này cổ có bồ rồi. Cổ với bồ cổ chia tay. Cổ mới quay lại đúng thời điểm với vợ luôn. Là ra yêu cầu là anh qua nói chuyện với bà ngoại em đi. Để cái gì hai đứa mình đến với nhau. Cũng là hai ba luôn, hai cái lời đề nghị đó, hai luôn. Cái lời đề nghị luôn. Thế rồi cuối cùng em xử lý như sao nè? Cuối cùng rồi em suy nghĩ vậy, giống như cái đó là em đánh cược với cả cuộc đời em hay sao á. Nhưng mà em biết tính vợ em, nói gì là làm liền. Còn mà qua chuyện một cái rồi bỏ cuộc, không thôi quan tâm luôn, thôi luôn. Em chấp nhận đánh cuộc với cuộc đời em vậy đó. Rồi là em đồng ý. Đồng ý luôn. Ông có mời ba mẹ ông qua nhà em không? Dạ có. Rồi lúc đó em sao? Thì em cũng nói thì cũng bình thường thôi. Đó, con người bình thường từ đầu đến cuối. Bình thường thôi. Em không hề có tình cảm gì với Trung. Dạ không có. Không có gì hết. Em biết mà, em biết vợ em không có tình cảm với em mà. Nhưng mà em sẵn sàng, em sẽ nói cưới rồi về từ từ tình cảm em sẽ tạo tình cảm đó tới vợ em lần. Wow. Em tự tin vô bản thân. Coi như là sau đó bao nhiêu lâu thì cưới? Nhanh lắm, chừng tháng thì cưới rồi. Tháng là cưới. Trước khi cưới thì hai đứa có thường xuyên gặp nhau, có đi chơi với nhau? Dạ không. Dạ không.
Nắm tay còn không có nữa. Nắm tay cũng vô nắm luôn rồi. Nó chưa yêu luôn mà. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Dạ. Đến ngày cưới đúng không? Dạ. Em hỏi đi chị quá vậy. Cái đêm tân hôn vui không? Em thấy có gì đâu vui. Trời ơi sao vậy? Có làm được gì đâu vui. Vợ em có cho đụng đâu vui. Tại đêm tân hôn á thì ổng là gần á, anh mở đồ che em này kia nằm ra cho thoải mái. Ừ. Mà em không cho đụng vô bất cứ gì hết á, tự em làm hết này kia à. Cộng phận đúng không? Cộng phận. Đúng một phần lễ luôn á. Trong một tuần lễ không cho đụng luôn. Dạ, dạ đúng. Em chỉ hỏi thiệt em lúc em có khóc không? Trong một tuần lễ đó có lúc nào em rơi lệ không? Không, em đâu bình thường, có gì đâu mà rơi lệ, tại vì vợ của em rồi chứ sao cũng được thôi hả? À. Có gì? Để là thời gian thôi. Thời gian thôi, từ từ mình sẽ có thời điểm đúng thích hợp là mình bụp thôi. Bao lâu em bụp? Sau đêm tân hôn nó bao lâu thì bụp? Chắc 10 ngày quá. 10 ngày. Vậy là cũng nhanh chứ ha, ha em. Số khủng khiếp đó thưa quý vị ạ. Em có thể chia sẻ cho chút xíu cái cảm giác của em như thế nào Trung? Thì cũng bỡ ngỡ, nói chung là cũng không có gạch gì mấy, phải lên Google để tìm hiểu thêm. Có vất vả lắm không em? Cũng vất vả lắm. Nhưng mà nhờ trời thương nó cũng cuối cùng nữa. Trời đất ơi. Còn em sao? Mà em sợ cái gì mà của ổng mà cái gì có lông lông này kia em sợ lắm. Giống như con gì mà có lông cũng vậy em cũng sợ lắm, bất cứ gì cũng vậy á. Như vậy là các bạn kết hôn bao lâu rồi? 8-9 năm rồi đó. Đến bao lâu hai em mới thật sự rằng là thấy rằng là yêu nhau và cần có nhau? Cũng cỡ 3 năm sau đám cưới. Bây giờ là em cảm thấy em yêu chồng em nhiều không? Dạ nhiều. Lý do tại sao? Tại vì ở chung á, mình thấy hả, ảnh lúc nào cũng quan tâm mình, cũng thương mình. Bỏ cả bản thân của mình luôn á, mà lo cho em luôn á. Bởi vì thấy tình cảm đó mình phải đáp lại, thương ảnh nhiều hơn. Ngoài cái khó khăn cái chuyện kinh tế thì vợ chồng em còn gặp những khó khăn gì nữa? Dạ khó khăn về chuyện kiếm một đứa con. Ủa hai bạn chưa có con hả? Dạ chưa. Ồ vậy là hai bạn đến đúng chỗ luôn rồi đó. Dạ. Nói để cho hai bạn cảm thấy là có một cái hy vọng. Một cái hy vọng là bởi vì á, hầu như những cặp vợ chồng mà khó khăn hiếm muộn mà các bạn đến đây xong rồi á, thì sau khi mà tham gia chương trình nói ra hết được những cái khúc mắc trong lòng mình đối với người bạn đời của mình, hai người tự dưng cảm thấy rất là hiểu nhau. Rồi sau đó thì chương trình chúc rồi anh Thuận, nhất là anh Thuận này, khi mà anh chúc xong rồi hầu như là có bầu hết. Dạ. Nhưng mà là các em có đi khám thì bác sĩ nói như thế nào? Dạ có đi khám bệnh viện Hùng Vương, bác sĩ nói bị tắc vòi trứng. Rồi em có tham gia một chương trình, em cũng kiếm được số tiền cũng khá khá, cũng dắt vợ em vô chung bệnh viện Hùng Vương để mổ để cho thông vòi trứng ra. Mổ nó nằm đó trong đó cũng từng lại em nuôi á. Là lâu chưa? Có đây cũng cỡ mấy tháng rồi. Ừ. Hôm sau đây em nếu mà tìm ra được một cái nguyên nhân rồi đó thì dạ, và đã giải quyết rồi thì anh hy vọng sẽ có chắc những chắc, cái dấu hiệu tích chắc cực chắc đến với hai vợ chồng em. Anh chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng yêu thương nhau. Tất cả những khó khăn đều nắm tay nhau vượt qua hết. Và đặc biệt sẽ có một phép nhiệm màu. Sẽ có một em bé kháu khỉnh, đủ đầy, mạnh khỏe sẽ xuất hiện trong năm sau. Dạ, giống như anh Quốc Thận vậy hả? Biết sao không? Có, tại vì này, có cái trường hợp của tụi em á, chị nghĩ là ngoài cái việc mà những cái lời chúc phúc của chương trình cũng như là của anh Thuận ha, thì em nên tham khảo một chút là bởi vì cái vòi trứng nó còn bị tắc, nó chưa có thành công á, thì mình còn nhiều, rất nhiều những cái phương pháp thì mình sẽ tham khảo bác sĩ và bác sĩ sẽ giúp cho tụi em cái chuyện đó. Và với cái lời chúc rất là chân thành này của chương trình như của anh Quốc Thuận thì chắc chắn là em sẽ có em bé. Dạ cảm ơn. Và cảm điều ơn đầu tiên anh khuyên em rằng là hãy đừng bao giờ bi quan và hãy lạc quan và thậm chí luôn luôn nghĩ trong đầu con cái là trời cho. Có thì đón nhận, không có thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Cứ gì thì cứ thoải mái, cứ lạc quan, biết được những chừng vẫn là có sao. Đúng không nào? Cảm ơn. Rồi bây giờ nãy giờ vui cũng có, nói chung là nó buồn chút xíu cũng có, đúng không? Thôi giờ tới cái chuyện này mới vui nè, chuyện này ai cũng thích chân nè. Bánh nhà lòng nóc chợ đó. Bánh nhà lòng nóc chợ. Kể tật xấu ra đi. Ông có tật xấu gì không Hương? Đại hội vạch mặt. Dạ có. Tật xấu mà đau đớn không? Xấu xấu đau chưa? Ở dơ. Chơi game. Ở dơ sao tả đi. Trời ơi, ở dơ lắm. Em mà đi làm về hay gì kêu rác nên là anh ơi dọn giùm em đi, em đi tắm. Xong rồi em ra em dọn phụ anh. Để đi chút xíu anh dọn cho. Xong đi ra cái cũng nằm đi nguyên đó. Rồi còn gì nữa? Còn mà cái chơi game là em phản đối á.
Sao vậy? Tại vì chơi game là em chơi game đá banh. Giờ hỏi anh cái chân em vậy em đâu có đá được đâu. Em phải chơi game đá banh, em đá bằng tay cho nó cỡ như là... Nói chung là em cũng đam mê đá banh. Đam mê đó. Đá banh, hâm mộ đá banh lắm. Nhiều khi lúc trước chưa có vợ, 2-3 giờ sáng thức coi đá banh á. Từ khi có vợ đâu dám thức nữa đâu, ngủ luôn. Chồng em có lãng mạn không? Có tặng bông, tặng hoa gì thường xuyên không? Dạ không. Mỗi lần đi chở đi ngang cái thấy bông á, anh ơi bông đẹp quá anh ơi. Nói vậy thôi à. Cũng thôi à, đi luôn. Đi em, ăn đi em ơi. Em nói bông à, chi? Em nói thôi giờ mua cho em bông, thôi anh dắt em ăn hai tô phở cho nó lành cho rồi. Nói vậy không á. Rồi bây giờ tới em hả cô ấy có tật xấu không? Trời nóng lắm, nóng như là Trương Phi vậy á. Mỗi lần mà cãi lộn hay gì là hay đập đồ. Nhưng mà em có chiến thuật hay lắm. Mỗi lần mà cãi lộn đúng không, em chở xe ngoài công viên hay là chỗ nào vắng vắng người á, chỉ có hai đứa thôi, rồi em chở em cứ thoải mái em chửi anh gì chửi tao đã đi. Có mình anh nghe thôi, là muốn đập không có bông hoa gì đập đi rồi thôi. Rồi nấu ăn ngon không? Rồi đủ ăn mới cưới về. Em nói anh mùng ba Tết làm con gà, mẹ em đâu biết đâu, mẹ em cứ nói con Hương làm cho mẹ con gà để cúng. Cái vợ em cầm cái dao ra đứng vậy nè, xong rồi ngó con gà, xong rồi giờ ngó giờ em đó, ủa cái gì em đó, trời ơi em thấy con gà em sợ quá anh ơi, sao em làm được. Cái nói sao em sợ vậy, em thấy nó lông nhiều quá em sợ. À nó sợ lông quá, nó lông từ đầu lông. Hương nói nó con sợ lông, có lông là nó sợ à. Cái em nói ủa vậy hả, anh đâu biết đâu, thôi vậy kêu ba anh làm sao, làm xong rồi hồi kêu nấu nồi cháo đi. Vợ em nấu lúa không có chịu khai ra là không biết nấu ăn, đậy rồi đi cũng cũng nói giờ để em nấu cho. Quà nấu xong hồi lên cái nồi cháo á, trời ơi nấu cháo mà ba chén gạo. Trời ơi trời. Xong rồi kiếm con gà, kiếm cái đầu đâu không thấy cái đầu đâu hết trơn. Em thấy cái đầu em sợ em giật rồi. Tại vì em ngu tưởng tượng lắm, cái con gì mà em thấy nó dòm em dòm nó, em thấy tưởng tượng chặt cái đầu bỏ trước rồi. Mà cha là phải ăn cái đầu. Chỉ mỗi lần là cha hỏi cái đầu đâu rồi nói cha ơi con xin lỗi con lỡ chặt cái đầu bỏ không. Cha còn cha cười. Rồi em thì ở dơ. Mà vợ em có ở dơ không? Trời ơi vợ em là thuộc loại là cực kỳ sạch. Chút xíu bụi gì cũng ý kiến cũng la mắng em hoài. Sạch sẽ đến mức là trên người em mà chỗ nào có lông nhiều là bà kêu cạo hết đi. Tức là bà nó tóm lại là sợ lông thôi. Còn cái gì nữa không? Thôi bắt người ta vạch mặt nhau hoài á. Dễ thương. Thấy dễ thương quá. Thật ra các em kể về tật xấu của người kia mà anh thấy rất là đáng yêu. Rồi bây giờ thì là Trung, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em thay đổi là bớt nóng tính lại. Rồi mình phải nên kiềm chế, biết tiết chế lại chút xíu. Đừng có để cái độ nóng mà nó lên tới gọi là 100 độ C. Rồi thứ hai nữa là cười nhiều xíu. Mặt lúc nào cũng căng căng à. Sao? Ăn đi. Đó, vậy đó. Mặt căng lắm, nó nổi cười dễ thương dễ sợ. Không chứ cười. Là anh xin được tiếp lời Chung xíu rằng là em hãy nên cười. Bởi vì gương mặt em cười rất đẹp. Xinh đúng lắm luôn á. Rồi còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Mong anh ấy là sẽ là quan tâm đến em nhiều căng hơn đó. Bớt chơi game lợ đó. Ở sạch chút xíu. Tập thể dục đi cho bụng ốm lợ. Vậy là nhiêu đó là em nhiêu đó thôi. Giờ nói lại lần nữa y chang vậy nha mà nói kiểu khác. Em mong muốn anh quan tâm em nhiều hơn. Bớt chơi game lợ. Trời nổi da gà quá. Tại ông quen hết 9 năm đúng không? Thả trời nè, Hương nãy có nói là Trung chưa bao giờ mà thể hiện một cái hành động lãng mạn hay có một lời nói hay một cử chỉ gì đó. Thì hôm nay nhân đến chương trình Vợ Chồng Son và đặc biệt là trong cái giây phút này, em có muốn nói điều gì với vợ em không? À, nhìn vợ mình đi. Nhân tham gia chương trình này có mặt anh Quốc Thận, chị Hồng Vân và cả khán giả. Tuy hai vợ chồng mình có nhiều lúc cũng khắc khẩu, có những cái quan điểm trái ngược nhau, nhưng mà em hãy yên tâm, anh lúc nào cũng yêu em. Mà có sửa đổi không? Có sửa đổi không? Anh sẽ sửa đổi vì em. Rồi. Hứa nha. Rồi. Trời ơi, đó cười dịu dàng đó. Hứa nghe. Chương trình đó cũng xin chúc tụi em nè. Hạnh phúc nè. Chắc chắn sẽ có em bé, trai gái gì cũng được. Dạ cũng được. Đến với gia đình tụi em nha. Rồi cảm ơn tụi em rất nhiều. Dạ cảm ơn.